Xin thân ái chào bà con và các bạn. Đã từ lâu chúng ta nghe thấy nói nhiều về gạch bê tông nhẹ là một loại gạch siêu nhẹ, có thể thả trên nước nổi. Thì hôm nay mình sẽ review chia sẻ với bà con và các bạn chi tiết hơn, bà con và các bạn có nhiều góc nhìn hơn về vật liệu xây dựng đặc biệt. Là sử dụng vật liệu nhẹ để xây cho mình một ngôi nhà yến hay nhà ở, nhất là trong cái trường hợp mà mình có nhà rồi mình cơi nới thêm để cho cái nhà mình không bị áp lực vì trọng lượng. Cũng như những bà con, anh chị em ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cái nền móng yếu, xây nhà nên 2 hoặc 3 tầng để nuôi yến mà không cần phải đóng cừ bê tông hay là cừ tràm vẫn có thể được. Thì hôm nay mời các bạn xem review chi tiết ưu nhược điểm của gạch bê tông nhẹ và trọng lượng nó so với gạch truyền thống và giá thành mà như thế nào thì các bạn xem video này nhé. Đây là cái bài test mà ở hãng bê tông nhẹ Geneon Green test cho mình xem chống nóng chống cháy. Đây là cách tô tường đó, sử dụng tô chuyên dụng nhé. Đây là tường xây gạch bê tông nhẹ dày 10cm. Các bạn thân mến, và đây là những chỉ số mà mình đã tính ra, gạch bê tông nhẹ chỉ cần một lớp. Tường dày 10cm là đủ cách âm cách nhiệt, trọng lượng gạch nhẹ là khoảng 55kg đến 65kg cho 1m2. Giá thành chưa tính công tô, vừa chỉ tính luôn tiền vữa xây thì nó khoảng là 210.000 1m2. Thì là 1 mét khối tại nhà máy sản xuất là 1.800.000 đồng 1 mét khối. Vậy thì 1 mét vuông tường 10cm có giá thành tại nhà máy là 180.000 đồng cho 1 mét vuông. Vậy là mình tính luôn cả tiền vữa xây luôn là 210.000 đồng cho 1 mét vuông gạch bê tông nhẹ nhé. Ở đây mình chưa có bao gồm vữa tô nhé các bạn. Còn ở dưới là gạch truyền thống, tường dày 20cm mới cách nhiệt được. Trọng lượng gạch truyền thống tường 20cm là 1 mét vuông khoảng là 300kg. Vì 1 mét vuông tường xây dày 10cm nó khoảng là 150kg. Bởi vì vậy một viên gạch tốt bây giờ 1.300 đồng, vậy thì 1 mét vuông tường 20 là khoảng 130 viên. 130 viên nhân 1.300 đồng là bằng 169.000 đồng cho 130 viên gạch. Cộng tiền vữa xây chứ chưa tính tiền công xây nhé các bạn. Các bạn sẽ thấy gạch truyền thống xây sẽ lâu hơn gạch bê tông nhẹ, bởi một viên gạch bê tông nhẹ bằng rất nhiều viên gạch truyền thống. Nếu tính cả tiền công nữa thì gạch truyền thống nó mắc hơn gạch bê tông nhẹ đó nhé các bạn. Vậy giá thành chưa tính công và tô vữa, thì xây tường 20cm gạch truyền thống là khoảng 250.000 đồng cho 1m2. Còn trọng lượng của một lớp tường 10cm gạch bê tông nhẹ thì khoảng 65kg, về giá thành thì luôn cả tiền vữa xây là 210.000 đồng. Các bạn thấy không, nó chênh lệch về mức giá và chênh lệch về trọng lượng. Có nghĩa là một ngôi nhà yến chung khoảng 300 tấn xây gạch truyền thống, thì xây gạch bê tông nhẹ còn lại khoảng chừng 570 tấn, chừng 1 tấn độ lại. Tùy vào các bạn đổ tầng nữa nhé, như mình đổ tầng chỉ một lớp thép 6 mà thôi, nó có giá thành rẻ hơn, mà trọng lượng nó còn nhẹ hơn gần gấp nhiều lần. Trọng lượng của tường 20cm gạch truyền thống gấp gần 6 lần trọng lượng của gạch bê tông nhẹ. Ở đây mình so sánh tường 10 xây gạch bê tông nhẹ nó đã đảm bảo cách nhiệt và cách âm so với tường 20cm xây gạch truyền thống. Khi mà các bạn thấy con số cụ thể như thế, để các bạn so sánh làm cho mình một ngôi nhà mà nhất là đã có nhà sẵn rồi muốn cơi nới thêm tầng để nuôi yến, thì gạch bê tông nhẹ làm giải pháp rất là hợp lý, vừa nhẹ vừa rẻ. Cũng như bà con hay anh em ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nền móng yếu mà mình không muốn đóng cừ tràm hay cọc bê tông, thì với gạch bê tông nhẹ cũng là một lựa chọn. Vì nếu các bạn xây nhà 3 tầng gạch bê tông nhẹ, các bạn khỏi cần đóng cừ, các bạn chỉ cần làm móng vị hết cái phần diện tích của nhà là nó chịu tải được. Vừa rồi mình đã review và chia sẻ các bạn trọng lượng và giá thành của gạch bê tông nhẹ và gạch truyền thống. Các bạn có nhiều góc nhìn hơn để các bạn chọn vật liệu để xây cho mình một ngôi nhà. Các bạn thân mến, đây là nhược điểm của gạch bê tông nhẹ mà mình muốn nói với các bạn. Gạch bê tông nhẹ thì nó có nhược điểm mềm, xốp, nhẹ. Nên khi xây tường xong các bạn nên dùng lưới thủy tinh để tô cả mặt trong và mặt ngoài để bảo vệ bức tường chắc chắn. Các bạn muốn xây một ngôi nhà yến mới bằng gạch bê tông nhẹ thì các bạn nên xây một ngôi nhà để ở trong khuôn viên của mình, có hàng rào bảo vệ và mình luôn lúc nào cũng có người ở nơi đó. Nếu các bạn đầu tư mà ở nơi xa thì khi nào chim được thu tổ thì trộm nó sẽ khoét tường và lấy không còn một tổ nào. Và nó phù hợp cho những người nào, những anh chị nào có nhà sẵn muốn cơi nới thêm tầng để nuôi chim yến thì đây là giải pháp rất hiệu quả. Vì một bức tường 1 mét vuông của gạch bê tông nhẹ nó chỉ bằng gần hơn 1/6 so với gạch truyền thống. Có nghĩa là gạch truyền thống trọng lượng nó nặng gần 6 lần gạch bê tông nhẹ.
thì cũng như nếu mình đầu tư một ngôi nhà mới mà ở gần trong khu khuôn viên của mình để mình bảo vệ được thì nó giảm đi trọng lượng cũng như là giảm đi lượng sắt đà sắp cột rất là nhiều. Còn một cách nữa là nếu như các bạn đầu tư một ngôi nhà yến ở xa nơi ở của mình ở thì không sao cả. Mình có cách thứ hai là khi mình tô vữa lên trên những cái bức tường bằng gạch bê tông nhẹ thì mình ươm trước một lớp lưới thép. Lưới thép thì cũng rẻ tiền các bạn rồi, mình sẽ tôn nó cũng rất là chắc chắn rồi. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn là trọng lượng của gạch bê tông nhẹ nó nhẹ hơn gạch truyền thống là bao nhiêu và giá thành như thế nào và nó phù hợp cho những nhà yến mới trong khuôn viên của mình ở hoặc là nó phù hợp cho cái ngôi nhà mà mình muốn cơi nới thêm để nuôi yến. Hoặc các thứ hai nữa là mình ươm lên một lớp lưới thép để tô thì tường nó vẫn chắc chắn. Thân ái chào các bạn, mong các bạn ủng hộ mình cho mình một like và đăng ký kênh mình để nhận được nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn trong ngành nghề nuôi yến ở Việt Nam luôn thành công. Chân thành cảm ơn các bạn.